tháng rồi, chuẩn bị gần 5 tháng rồi. Cảm tưởng quá trời, cô gái xinh đẹp, các chị dễ thương này, các chị trẻ đến đây này, vô cùng ấn tượng ạ. Các chị cô, quý chị, quý anh rất là đủ, cả phái đoàn đến đông quá trời. Đồng thế phái đoàn vỡ trận rồi. Vỡ trận, phái đoàn đến đây đông quá trời. À, dạ hoàn toàn vỡ trận rồi cô chú anh chị ơi. À, tiếp tục vỡ trận đợt 2, đợt 3. Và vẫn tiếp tục vỡ trận nha. Dạ rất đông. Dạ. Thưa quý cô chú anh chị thì hôm nay rất là đông nha. Hôm nay thì chủ nhật ngày 20. Đây là khóc luôn cả đàn đấy. Đây là diễn viên Hồ Viên Bình Dương. Để cháu luôn đó. Cháu luôn. Hôm nay thì hoàn toàn vỡ trận rồi. Vô cùng là đông. Tiếp tục mở trận của chú anh chị mình ơi. Hôm nay rất nhiều những cô chú anh chị từ xa cũng đến thắp hương, còn hôm nay là mở trận nha. Dạ cô chú anh chị like. Ê em nãy gọi anh đang like. Gọi để hỏi ăn mì không? Anh có trả lời em đâu nên em chạy lên đây luôn. Không kịp mua gì em qua em quên luôn. Cho em để đây đi em quay vô được. Cục pin, cục pin đâu? Cục pin với cái dây đâu cho anh mượn chứ. Cục pin ở bên hông luôn. Dây nào anh? Dây sạc. Dây sạc. Anh lấy dây này đúng không? Mình sẽ dài rồi chứ này. Dây sạc ở đâu? Mình quên đi. Dây nào vậy? Anh sạc cái nào? Sạc cái này. Rồi. Đưa cho anh nha, tôi xài anh chậm tí xíu đi. Anh kéo bên hông ra, kéo bên hông trên đó có cọng dây bự á. Lúc này đưa cho sạc đi nhá. Được chưa? Hả? Lúc này đưa cho anh cho sạc đó. Ừ. Có trời thì nhiều bạn. Hôm nay là ngày đúng không? Vỡ trận đó. Người là vỡ trận hôm nay. Anh đang like luôn. Anh đang like hai máy, ba máy luôn á. Này thật sự vỡ trận rồi cô chú chị ơi. Này rất đông. Dạ anh chị cô chú nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ nha. Kênh em thì chuyên like. Dạ em chuyên phát trực tiếp để chia sẻ đến cô chú anh chị mình nha. Dạ chào tất cả những cô chú anh chị đang xem kênh, like và ủng hộ cho em nha. Hôm nay thưa với cô chú anh chị mình, hôm nay hoàn toàn vỡ trận nha. Nghe nói thì không cho anh em YouTube quay, bởi quá bức xúc. Bức xúc không anh Định? Quá là bức xúc luôn á. Thì trước là bức xúc nhưng mình cũng đã nói rồi. Đúng rồi. Thì, chuyện mà đến thập nhang viếng cái được phép và cái này là không ai cản cấm được. Đúng rồi. Đó là cái về sao quyền. Anh tới
rồi cho anh mượn sạc cho pin chút coi, cái bình anh sạc nó hư cái bình rồi. Quên còn mọi người không ai cấm ạ. Quên quên sống mà quên mấy câu hạnh phúc ạ. Dương giáo anh nhắn tin nó sao nó chưa lên ta. Không mới nhắn tin cũng chạy lên. À. Sạc đúng không? Đây đây. Bảo trần đó quý vị bạn. À bảo trần rồi. À vào bảo trần. À hồi sáng thì cũng có cả sĩ bí ẩn. Thằng hát hay ghê mà anh quay là xong rồi anh lại dở, anh quay xong cái tự nhiên anh trở về à. Anh không kết thúc video. Nó hát cái bài hát Chiến Đông Thầm Lặng á. Ừ, y như Nguyễn Kha vậy á. Nhưng mà tức cái không lưu được cái video. Tức anh xong, tức ghê luôn. Anh đã bao đêm bao ngày bà mà đó Châu Thanh mà. Cái đó bài đó nãy anh ngu. Không bài đó nãy anh hát. Anh hát từ nó quay. Nhìn chút anh đừng hát nữa nha. Ừ. Anh hát nữa anh dính bản quyền. Anh nãy, đã bao đêm bao ngày nhung nhớ. Ba sống bên nhau trong hoàng hôn. Anh biết không? Nhạc tuy rằng là nhạc dai nhưng mà mình hát đúng nhịp á. Rồi cô chú anh chị mình có thể like và chia sẻ video cho anh em nha. À, thì hôm nay anh em cũng đang like trên trực tiếp để chia sẻ đến cô chú anh chị mình. À, hôm nay thì ngày hôm nay thì mộ cậu Năm hoàn toàn vỡ trận nha. Quá tuyệt vời. Thôi rồi chuẩn bị có cụ bác 3 số 5 chuẩn bị lên đường like nha. Đây quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nha. Dạ em chào tất cả các chú anh chị. Thì hôm nay cũng vỡ trận tại 1 còn 5 nhưng mà có tin là không cho quay hả anh Định hả? Vâng. Rất là buồn phải không? Quá là buồn ạ. Quá là buồn, buồn ơi là buồn luôn. Cái gì không cho quay? Sáu bà phải báo không cho quay. Vâng. Thứ hai hôm lên mùa rồi, tiến mùa rồi. Quay là phải được phép ạ. À, không mà... không được phép cũng đớm là không được à. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt có chị Hồng Loan lên ha. Vâng. Đang đến để giải tỏa. À, đang cũng là đang trên đường lên. Quý vị và các bạn xem lên trên kênh Đừng Rời Màn Hình nhé. À. Chuẩn bị rất nhiều câu chuyện hay. À, à. Sắp tới là câu chuyện hay nhiều ha. À. Quá tuyệt vời. Đúng rồi, quý vị và các bạn ghé thăm kênh Đừng Rời Màn Hình thì chuẩn bị có rất nhiều câu chuyện hay. À. Nên kênh bạn hay hãy chờ đóng giấy lạc. Kênh anh là kênh gì à? Trần Hữu Bình TV ạ. À, còn kênh em là kênh gì? Trần Hữu Bình TV. Kênh anh là kênh Trần Hữu Định, còn kênh của em là kênh gì? Kênh Nhóc Hơi. Nhóc Hơi gì? Nhóc Hơi Vlog. À, cảm ơn anh nha. Và quý vị các bạn ở kênh của Nhóc Hơi TV ghé thăm kênh của Trần Hữu Bình TV nha. Để ủng hộ kênh Trần Hữu Bình TV một like và đăng ký một đàn chú nha. Dạ. Thay mặt kênh xin chân thành cảm ơn. Nhấn chuông gõ chuông. Nhấn chuông. Hữu Đình TV thì lúc nào vui tính ạ, lúc nào nhộn. Vì các bạn cứ vào sẽ có rất nhiều câu chuyện vui và nhộn. Không biết vui bằng Nhóc Hơi không ta? Vui hơn. Vui hơn. Vui hơn. Dạ like và chia sẻ mạnh cho kênh các anh em ở đây nha cô chú anh chị ơi. À, trời hôm nay tuy rằng là coi như là lúc nắng lúc mưa thì nói chung là thời tiết cũng chưa được bình thường ha anh ha. Sáng nắng là chút mưa, mưa xong rồi nắng, nắng xong rồi tiếp tục mưa, mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa, đúng không? Nắng mưa là có đủ ha. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Mình làm sao mà mình quay được để chia sẻ đến cô chú anh chị rất là hay ha. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Là một cái chim là chuyện của ta nặng không ảnh hưởng gì vấn đề nhé. Đúng rồi. Dạ. Vẫn là phải cố gắng cuối cùng là gửi tới quý khán giả gần xa. Coi như là nắng mưa là chuyện của ông trời. Những cái thực phẩm mà hay nhất và tốt nhất nhất. Vô kia nha. Vô kia. Chỉ máy qua đây chứ giờ ngồi đây tùm lum máy hết. Dễ sợ thấy. Đúng rồi. Thấy chứ em thấy em nhìn ra ngoài kia chứ giờ ở đây đúng rồi. Nắng nó xuống đó rồi. Em nó có hôi luôn. Phải chia đó đó. Có hôi luôn. Rồi ok. Vô trọng không? Em vô trọng ngồi. Chứ một chút nữa là nó nắng quá cái điều hành đang hôi á. Nắng chừng là bên kia nó gặp. Bây giờ quá đông rồi. Quá đông quá tuyệt vời. Tới nữa ha.
quá, tiếp tục và tiếp tục lại tới nữa ha. Chạy luôn cái này là biết nào hết bệnh. Vậy đó ba cục luôn mà. Nó cục ra rồi nó sạc sao? Cục này thì hết bệnh rồi, không đài không có sạc. Nhưng mà nó sạc sao? Nó cái này mình sạc sạc bệnh vô. Mình để vô Honda mình chạy. Trong Honda nó có hai cái. Rồi mình cắm, rồi bây giờ mình lên đây mình sạc vô cái gì? Cắm vô đây. Nó có cái cục này nè. À, cái này giống như xe hơi. À, vậy. Còn được 9V à, 8V mấy à? 8V 8. Là mấy V là đủ? À, 13V đủ. Mà 2V là hết rồi. Còn như đây sạc cũng được mấy cái điện thoại nữa. Bữa nào đi mua cục chứ bây giờ ra like là hết luôn nè. Đúng rồi. À giờ hoàn toàn thì ô phở tặng luôn khán giả, người ta đến quá trời luôn ha. Đang đến trưa, ta đến rất là nhiều, đến thắp hương cho cậu Năm rất là đông. Thì bây giờ thì trước hình thì cũng có một cô cũng đang đứng sơ rớ làm gì đây, mình sẽ quan sát nha. Thì nói chung mình ở đây thì mình bảo vệ một cậu thì mình cũng phải quan sát cô chú anh chị ơi, quan sát những khán giả mà lạ tới có cái gì lạ không nha. Trời hôm nay thì thưa với cô chú anh chị thì rất là nắng nóng à, và nóng nóng ơi là nóng luôn. Thì anh em còn cố gắng nha, chia sẻ đến cô chú anh chị mình. Nắng quá cô chú anh chị ơi. Đây cái dây đây. Không, có dây. Có dây. Cắm đi. Chú ơi cho con hỏi có một quẹt không chú? Có, quẹt. Chú hút một quẹt thì có. Con làm gì hút dây không? Dạ. Dễ vậy. Cô chú anh chị mình cứ đừng ngại nha. Trên màn hình thì cô chú anh chị mình cứ like và chia sẻ cho kênh của những anh em. Rồi anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Thì sắp tới đây có những cái chương trình hot, em sẽ like cho cô chú anh chị mình xem nha. Tại vì đăng ký xong nhớ nhấn chuông luôn. Khi mà em like thì bắt đầu bên cái điện thoại cô chú anh chị mình tự nó gõ con bang bang. Thì cô chú anh chị mình vô xem được luôn. Dạ em chào cô chú anh chị. Thì hôm nay hoàn toàn một cậu Năm vỡ đặng nha. Rất là đông những cô chú anh chị từ phương xa cũng đến rất là đông. Đông ơi là đông luôn. Và em chào 111 cô chú anh chị đang xem kênh nha. Cô chú anh chị trời nắng quá, chắc cô chú anh chị cũng hôm nay chủ nhật ha. Thì giờ Việt Nam thì bây giờ thì 10:30, giờ Mỹ thì tùy theo cũng tùy theo tiểu bang. Thí dụ như Houston, Texas đồ thì bây giờ cũng là 10:30 tối. Còn ở như Cali thì bây giờ thì 7:00, 11:00, 12:00 đêm ha. Các tiểu bang, còn tiểu bang nào nữa thì nó cũng có giờ khác nhau hả cô chú anh chị ha. Như ở Úc đồ thì bây giờ thì cũng gần sáng rồi. Cô chú anh chị mình cứ like mạnh và chia sẻ cho những anh em ở đây nha. Những anh em ở đây cũng chúc cô chú anh chị mình một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay thì một cậu Năm cũng hoàn toàn là vỡ trận, thật sự rất vỡ trận. Cô chú anh chị cứ like cho anh em nha. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha. Trước cô chú anh chị vẫn là wow.
Dạ cô chú anh chị mình like và chia sẻ mạnh cho kênh nha. Nghe bơi alo nghe hả? Chiều á hả? Chiều chắc khoảng 5 giờ. Năm bó hành hả? Dạ 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 con về chắc 3 giờ trên này con về, về tới dưới 4 giờ. Dạ dạ dạ. Dạ cô chú anh chị like mạnh cho em nha. Dạ like và chia sẻ video cho em ạ. Dạ em chào tất cả những cô chú anh chị trên trang fanpage nha. Chúc cô chú anh chị một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hôm nay tại mộ cậu Năm hoàn toàn vỡ trận nha. Dạ em chào 1001 người nha. Đang dạ chia sẻ mạnh cho em nha. Bước mới vừa ra anh thấy người ta vô đi. Dạ cô chú anh chị like và chia sẻ nha. Thả tim và chia sẻ trên trang fanpage nha. Dạ chúc cô chú anh chị trên trang fanpage Kim Chi 1990 TV nha. Dạ chúc cô chú an lành và hạnh phúc nha. Tối anh khóc ở trời bây giờ anh quánh bắt lắm bỏ về quê tháng 9 này nè, nghỉ là vợ bỏ về quê bỏ nó luôn ra lễ mới lên sống lại. Mừng cũng chết cùng vợ đi mừng. Dạ vỡ trận cô chú chị like và chia sẻ video cho tụi em nha. Hôm nay hoàn toàn vỡ trận rồi. Một năm đến rất là đông những khán giả từ xa đến thắp hương và cúng viếng cho cậu Năm. Không về theo đúng rồi.
Dạ cô chú anh chị like và chia sẻ mạnh cho anh em nha. Dạ rất cảm ơn những cô chú anh chị mình rất nhiều chia sẻ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay tại mộ cậu Năm hôm nay rất là đông, hôm nay hoàn toàn vỡ trận nha. Khách đến viếng cậu Năm rất là nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn. Trước màn hình đó là anh Cùi Bắp 3 số 5 đang tác nghiệp, ảnh cũng đang tác nghiệp và vừa thất nghiệp luôn. Thời tiết hôm nay ở đây rất là oi bức, tuy rằng là mây âm u nhưng mà mưa thì cũng lác đác một vài nơi nên thời tiết rất là nóng. Dạ nên cô chú anh chị mình cứ like và chia sẻ mạnh cho những anh em nha, rất tuyệt vời. Dạ thả tim thả like thích cho anh em rất tuyệt vời. Dạ cô chú anh chị mình có thể chia sẻ cho anh em luôn nha, rất là tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Đó quá trời. Dạ em chào 17 cô chú anh chị nha. Dạ 17 cô chú anh chị chia sẻ cho em nha, chia sẻ mạnh cho em nha. Chia sẻ like và chia sẻ mạnh cho em một con Năm hôm nay hoàn toàn vỡ trận nha, hoàn toàn vỡ trận cô chú anh chị ơi. Like và chia sẻ mạnh cho anh em hôm nay, do là ở phía trước này em để cái dù nha, nhưng mà cô chú anh chị mình vẫn thấy rõ để mình bảo hộ cái điện thoại nó khỏi nóng, nó nóng thì nó sẽ rớt like nha. Dạ like mạnh, like chia sẻ chia sẻ cho em nha. Dạ chào cô, chào mấy cô. Cái bà này hồi nãy giờ bà vô còn không? Nãy giờ để bà giữ đó, bà vô rồi để. Bà vô rồi bà vô còn. Chú ý, có thể cần bà xuất hiện bất cứ lúc nào nha. Chú ý, cần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cần đánh thuê. Dạ, cô chú anh chị có thể chia sẻ video cho em nha. Dạ, like thả tim nha. Và chia sẻ video cho em Dạ, chia sẻ đi cô chú anh chị ơi. Bởi cô chú anh chị chia sẻ thì trên cái nền tảng Facebook của mình có hết những cái video của cậu Năm nha, rất là tuyệt vời. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ cô về. Dạ. Cô chú anh chị mình có thể like và chia sẻ nha. Dạ chia sẻ mạnh cho anh em luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Hôm nay thì hoàn toàn vỡ trận nè ha anh Thủ Định ha. Quá tuyệt vời. Nãy giờ khán giả anh hỏi anh Định đi đâu rồi, em nói anh Định ảnh bận anh đi ra kia ha. Hình như là có cái chị nào đó là vợ anh ấy, chỉ nói chỉ là vợ của anh Định. Anh có vợ chưa? Chưa. Tại vì em nói là anh Định anh chưa có vợ, anh đang có bồ thôi ha anh Định. Anh mới có bạn gái thôi. Dạ cô chú anh chị có thể like và chia sẻ mạnh cho kênh nha. Chúc cô chú anh chị mình một ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc nha. Hôm nay thì một ngày rất là tuyệt vời trên mộ cậu Năm, hoàn toàn vỡ trận hả. Nên nắng lắm, trời rất nắng. Bởi anh em chia sẻ đến cô chú anh chị thì anh em mỗi người ngồi một góc, rất là coi như là kiếm cái chỗ để mát để ngồi. Còn nếu nắng quá thì điện thoại nó sẽ rớt like, rất là. Hồi sáng giờ em bị rớt like 2 kênh luôn. Dạ kênh Nhóc Thời Vlog và kênh 479 New đang like thì nó cũng bị rớt đường like. Gió là phải giữ như vậy, chứ không giữ như vậy nó bay. Hello, trước là Thành Võ TV Tin Nóng Sài Gòn hả?
400 mấy, 406. Treo được cái dù cho 2 lần thôi. Cao lắm, chưa sao có đưa, chưa có đưa lên hết. Dạ cô chú anh chị like là thả tim và chia sẻ cho em nha. À, chào cô chú anh chị rất nhiều. Cái chỗ này là chỗ anh em tác nghiệp đây. Dạ, đây là những anh em là làm chuyện tác nghiệp, còn có những người khác là người ta làm chuyện ác nghiệp. Tác nghiệp. Mình tác nghiệp. Tác nghiệp thì mình phải xử lý ác nghiệp. Đúng rồi. Thì tác nghiệp sẽ xử lý theo cái. Dạ like mạnh lên cô chú anh chị ơi, cho em xin một like nha. Like và chia sẻ luôn. Dạ. Anh chị đến từ Paris. Paris xin chúc men ha. Đầu tiên quốc gia ấy. Em nói chung em làm cái anh quay cái video đó là như là sắp anh đại có 3 tiếng anh công chiếu có 3 tiếng ta coi anh thì coi xỉu luôn. Coi nằm coi đã luôn. Hello hai con. Hai con đến từ đâu ạ? Hai con đến từ đâu? Mày biết đến từ đâu chết liền. Bởi con nít mà nó không biết nó đến từ đâu luôn. Like mạnh cho em nha. Dạ con nít nó không biết nó đến từ đâu luôn. Em hỏi nó đến từ đâu nó không biết luôn. Dạ. Bởi cô chú anh chị cứ like và chia sẻ kênh cho những anh em ở đây nha. Dạ. Nay hoàn toàn ở một con năm thì nay tháng 7 ha. Cũng chay rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ lái xin mà bàn khung cảnh thì các bạn biết được cái không gian ở đây mình vượt qua lái vượt qua một vòng để chỉ các bạn hiểu được không gian khung cảnh ở đây. Đứng đi cho cô chú anh chị ta coi. Anh đi rung muốn chết. Coi nhức mắt luôn mà. Dạ đứng nhìn vòng vậy cho cô chú anh chị ta coi. Anh những người khác chuẩn bị đến lễ Vu Lan. Mọi người người thân để đây dành những nhà nhãn những mượn người họ ra chưa lấy người bà cô người thân. Dạ cô chú anh chị mình có thể like và chia sẻ cho anh em nha. Like mạnh thả like cho anh em luôn ạ. Dạ like mạnh cho anh em cô chú anh chị trước màn hình cô chú anh chị người mà vừa đứng đó là chị Nhi 90 32 3290. Rồi kênh Trần Hiệu Đình TV. Hát đi chứ. Dạ. Hát bài truyền thống. Dạ cô chú anh chị mình like mạnh thả like mạnh cho em nha. Cho video này nó có đề xuất nha. Dạ cô chú anh chị trên trang fanpage Kim Chi 1990 cũng có thể chia sẻ video nha. Dạ chia sẻ mạnh lên cô chú anh chị ơi. Dạ. Hôm qua trời mưa vô cùng lớn mấy anh chị ạ. Không có cái tiếng kinh này cũng đỡ nói người ta nghe ta tận tâm luôn. Số khán giả là nghe ta để nó nghe tiếng kinh đôi lúc mình đây mình về mình cũng mở nghe lại nghe nó thanh thản đúng không, nó đâu có bản quyền nữa. Nếu mà dạ bữa mà anh đặt anh chắc nằm kế đó em mua miếng đó. Anh có mua gần em không? Vâng. Có lúc ấy đang tính. Hả? Tính trước đi. Cái đường nào mình cũng tới anh ơi. Đúng rồi. Đường nào mình cũng tới à? Mình tính chỗ khác, chỗ này dành cho các văn nghệ sĩ. Vậy em máy mình mua bên cái chòi bên kia. Rồi, đúng rồi. Nó thoáng mát. Thoáng mát. Mà sau này anh em YouTube tới đó thì mình cũng nói chuyện với anh em được ha. Rồi, đây có bắt lại được đó. Dạ cô chú anh chị cũng có thể like và thả tim chia sẻ cho anh em ở đây nha. Dạ chào cô từ xa, cô cũng đến từ xa. Cô cũng đến cũng để đồ cúng đó cô. Chị bắt đây. Sao thấy có
hơi sao sao hả? Cô chắc cũng đang bức xúc gì gì đấy. Dạ cô chú anh chị mình có thể like và chia sẻ cho anh em ở đây nha. Từ xa thì cũng có anh chị cũng từ xa đến thắp hương cũng rất nhiều. Lúc này là có khách đường xa đến đó, thắp nhang viếng cũng như là có những phần quà quà quê thì mộc mạc, những tình cảm mọi người gắn trong đó thì rất sâu nặng. Tình cảm mà mọi người yêu mến tới dành những nghệ thuật Vũ Linh là cháy bỏng hết mình, cháy bỏng hết mình ha. Đây là có cô gái xinh đẹp rất là được. Đây là cô gái xinh đẹp mà mình đã view để các bạn xem rất là được. Cũng đến từ Paris ha. Vâng ạ. Paris xinh xinh men ha. Rất là được nữa. Dạ cô chú anh chị like và chia sẻ nha. Chào cô chú anh chị trên trang fanpage và trên kênh YouTube Giấc Hợi nha. Dạ cô chú anh chị và hôm nay hoàn toàn một ngày mộ cậu Năm vỡ trận nha. Khán giả đến rất là đông, đông nghẹt luôn à. Khán giả rất đông ạ. Rất đông. Vâng, cảm ơn Hậu Phương ạ. Vâng, cảm ơn thì Thoa Phạm ạ. Thì Thoa Phạm ạ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chúc tất cả mọi người rất là khỏe mạnh. Hôm nay thì quá là rất đông ạ. Rất tuyệt vời. Vỡ trận ạ. Hôm nay là vỡ trận. Người yêu mến tới danh tình cảm như người thì Vũ Linh là rất là đường. Đây mình đến tiếp cận phần mộ người thì Vũ Linh này, cũng như là các cô gái xinh đẹp của các bạn con phố thành phố để dành những phần quà hôm nay thì khán giả đến cũng rất là đông cô chú anh chị ơi. Đông thì hôm nay là đông ngạt luôn. Dạ cô chú chị mình có thể like và chia sẻ cho anh em nha. Rất là hôm nay rất là nóng, nắng nóng nha. Hôm nay là một ngày vỡ trận hoàn toàn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấu rằng tin thấu về nghĩa rằng đó cũng gọi là cái tấm thân của người là cái quốc là tự bố đây là xin sùng bái cái bảy là thực bến với đèo đồng đá như chín tạm dừng của bàn chờ trong chế lạp có 15 phút chương trình đó. Dạ dạ. Mấy tiếng à? Một tiếng. Rồi, 1.200 Một ngàn. Cháu. Tôi xin cái cho chị. Cá thôi. Dạ, dạ, cảm ơn. Cô cầm cái có dung không? Dạ. Để cầm vạt, có dung chứ? Cái dây nãy anh đưa mượn này nè. À, nó cầm rồi. Dạ, đang cầm. Cái cầm tao đấy. Còn cái dây này nữa nè. Anh có đầu nhỏ không? Ừ, hả? Có đầu nhỏ không? Không. Em hai cái đầu nhỏ. Ra ngoài đây thì cho mặt. Thôi, có người đi sợ là hát thôi. Bài tiếp theo.
Sao có biến hả? Sáng giờ không thấy gì ở bên kia. Không thấy mấy nào. Đâu nãy giờ thấy nó mà. Nãy giờ không thấy tụi nó tiếng máy hả? Biến nha, à, chuẩn bị có biến của chú chị ơi. Dạ lai mạnh cho em nha. À, đang chuẩn bị có biến nè. Hello, lâu quá hả? Rồi, lâu quá. Cho em nha, cho em xin một like của chú anh chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ rất là nắng luôn, nãy giờ mây nó che đó, mát. Hôm nay có thể mưa rất là nhiều những cô chú anh chị đang đến nha. Đây YouTube đây. Dạ cô chú anh chị mình có thể cho em xin một like nha. Mỗi cô chú vô xem mà cho em xin một like nha. Like mạnh cho em nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Like mạnh cho em nha. Dạ cô chú anh chị có thể like mạnh ra cho em xin một like coi cho có đề xuất cô chú anh chị ơi. Như là nghe báo rồi.
Dạ cô chú anh chị vô cho em xin một like nha, để cho video nó có đề xuất nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Hôm nay mộ còn năm hoàn toàn vỡ trận nha. À. Dạ like cho em cô chú anh chị ơi, like mạnh cho em nha. Cho em xin một like ạ. À. Dạ. Làm ông thầy muốn chạy qua nữa. Chào 85 cô chú anh chị các bạn đang xem buổi phát trực tiếp của Sáu Phát. Dạ em đang phát trên hai kênh nha, kênh Nhóc Hải Vlog và kênh Kim Chi 1990 TV nha cô chú anh chị ơi. Dạ cô chú anh chị like và chia sẻ video cho em nha. Em đang live trên hai kênh Kim Chi 1990 và Nhóc Hải Vlog nha. Cô chú anh chị thương cho em xin một like nha. Cô chú anh chị nào mới vô chưa like cho em xin một like ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì bây giờ thì 11 giờ 10 rồi. Thì ở mộ cậu Năm thì cũng rất là nhiều những cô chú anh chị đến thắp hương sáng giờ. Thành thật ngày hôm nay buổi sáng rất là vỡ trận. Dạ like mạnh cho em nha cô chú anh chị ơi, cho em xin một like ạ. Like một chút thôi, 3.000 giờ. Mà xuống tiếng là 14.000 đúng không? Còn ăn một tiếng 4 phút mà của anh nó là 20.000. Bây giờ rồi. Có người đăng ký 4.000 rồi. Đúng rồi. Chưa có gỡ mới có 3.600 giờ ha. Giờ như là nói chung ra là anh em mình đến đây thì như là cô chú chị các bạn nào muốn comment cho anh em thắp nhang thì thắp nhang, còn như là anh em mình ngoài ra thì dạ cô chú anh chị có thể like và chia sẻ cho anh em nha. Dạ dạ like và chia sẻ cho anh em cô chú anh chị ơi, cho em xin một like đi. Dạ trên kênh Nhóc Hợi cho em xin một like nha. Úc Bình Lan á em cái này mà em dạ em đang like trên hai kênh kênh Nhóc Hợi Vlog và kênh Kim Chi 1990 nha. Và em cũng đang quay một cái video để về và làm công chiếu gửi cho cô chú anh chị mình chưa xem thì xem sau nha. Và tiếp tục thì cũng có những cô chú anh chị mình đến nữa nha, rất là đông, cũng đến thắp hương cho cậu Năm nha. Hồi sáng giờ thì em like cũng 2-3 đường like rồi, nhưng mà do nó nóng máy quá nên rớt like giữa chừng luôn trời ơi. Hello mấy chị nha, mấy chị đến từ đâu ạ? Dạ chào cô. Dạ mấy cô ơi, mấy cô muốn thắp hương thì mình có hương ở đây ạ. Có nhang có hương ở đây hả? Cậu Năm là cậu con chú.
Trời rất là oi bức của chú anh chị ơi, dạ. Rất là nóng nha. À. Ủa có không, cái chuyện đó có không chị? Có đó ha, có phần lan cái chuyện. Có không? À. Có hả? Có luôn hả? 20 tấn gạo hả? Có. Là đang ở trên đâu vậy? À, đăng đăng trên trang không bay hả? 8 2 tấn gạo là 20 tấn. 20 tấn. 20 tấn nhiều lắm á. Hồi nãy em nghe nói 20 tấn là chắc hết luôn á, mày mua. 2 tấn gạo. 2 tấn, 2 ngàn ký. Là xuống đây ha, xuống đây phát à. Ừ, đúng rồi, phát lại đó. Này vỡ trận rồi, vỡ trận rồi. Dạ em đang live trên hai kênh nha. À, Kim Chi. À, Kim Chi 1990 rất dễ kiếm nha cô chú anh chị ơi. Dạ Kim Chi 1990 TV và kênh Nhóc Hợi Vlog. Dạ. Gửi bên Nhóc Hợi Vlog thì nó có nóng nó rớt máy thì cô chú anh chị vô bên Kim Chi 1990 xem giùm em nha. Đại máy ở đây bây giờ nó rất nóng mà sáng giờ em live liên tục. Rồi nó có lớn rất rất like thì mong cô chú anh chị qua kênh Kim Chi 1990 xem giùm em nha. Ủa có cho YouTube luôn hả? Có chị Long có chị. Trời ơi có chị Long có trà đào rồi không để qua lại trà đào. Mà dư rồi á tụi mình. Ok, chờ đợi chị uống trà đào đây. Để chia sẻ cho bà con biết thông tin nữa nha. Để tới đây lấy gạo nha. Tấn gạo ha, 2 tấn gạo ha. 2 tấn. À tới 29. Đúng rồi, tới 29 này chị Hồng Loan cho 2 tấn gạo. Cho rất là tuyệt vời. Chẳng là những cái tấm lòng à, hoa quả này là nói chung ơi nè, rồi chè bánh mía cái chỗ nào cũng yêu quý nghệ sĩ lên thì cũng chả là quen không sao hết.
còn trong thời gian vừa qua thì cũng có ở đây với cậu là không bị đói nha.